chủ căn đó à. Ổng đã xem số ký căn hai lần là ổng hết hồn, ổng mừng cho nó luôn, mình cảm động luôn đó. Nó chì xuống luôn á. À, sổ luôn, không nó vô gì nè. Bắt đầu có những nếp nhăn xuất hiện trên vòng bụng nữa các bạn. Chạy chạy coi. Ngon. Ờ, bữa nay ngồi chầm hổm luôn được kìa. Bữa hổm đâu ngồi chầm hổm được đâu. Nó sổ gì cái chắc đập khi nó sổ mà em mở cho nó luôn. Cho con gái mẹ một lần. Không có anh xin chỉ là nó như là hai người luôn. Hai người, ông như là ông Tiên rồi ông Bột nè, giúp đỡ em. À, kính thưa các bạn, đây là cái phiên bán vé số giảm cân nha các bạn. Em nhớ mấy cô ơi. Nào, máu. 30 giây mua hết đi cô, mua hết đi cô, mua hết giúp đi cô. Dạ, mua hết luôn đi mấy. Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lập Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt ở chợ Bình Hòa thuộc tỉnh An Giang. Đợt trước thì Phú có quay clip về chàng trai được xem là nặng ký nhất Việt Nam, nặng tới 267 kg. Clip đó được quay cách đây 1 tháng. Rất là nhiều khán giả muốn Phú là cập nhật tình hình của chàng trai ấy hiện nay ra sao, đã khỏe chưa và chuẩn bị phẫu thuật chưa. Thì hôm nay Phú ghé An Giang để gặp lại em Tuấn Anh nha các bạn. Đây là quán cà phê của A Sinh, nơi giúp đỡ Tuấn Anh. Chào anh A Sinh. Chào Tuấn Anh nha. Nay nhìn em khỏe hơn đó nha. Đi đứng ok không? Dạ đi giờ đâu anh. Ngon đấy. Còn mấy em cõng anh Phú đi. Cái bụng này là có dấu hiệu nhỏ hơn đấy. Đó anh nó mềm lắm anh. Giờ tập luyện với anh xin đưa thuốc uống mà bây giờ là mềm luôn á. Không biết là mềm sống luôn á. Bữa trước là Phú có đo thử cái vòng bụng của bạn Tuấn Anh, là cái vòng bụng to nhất Việt Nam luôn, 2 mét. Nhưng bữa nay thì Phú có cảm giác là nó mềm hơn được trước. Mềm lắm, mềm nhiều lắm. Cách đây 1 tháng thì khi mà anh đưa đi căn và anh đăng cái hình ảnh clip lên thì mình thấy là lúc đó là Tuấn Anh 267 kg, là cách đây hơn 1 tháng á. Còn bây giờ cân nặng Tuấn Anh hiện nay là bao nhiêu? 199 kg. Mới có 1 tháng mà giảm gần cái 70 kg rồi. Dạ. Mà thấy đi nhẹ lắm á, nhẹ nhàng mà thở. Bây giờ là em nằm, vừa hôm nay em nằm ngủ là nó vô là thở được. Bây giờ nằm là thở là ngủ ngon luôn. Bây giờ nghe nói chuyện cũng khác này. Lúc trước mà Phú nói chuyện nghe cái hơi thở gấp mạnh lắm. Còn mà nó khào nó, còn giờ mà nói chuyện bình thường mà nó không có gấp mà không có gì. Lúc trước Phú nhớ là anh kêu Phú bóp ở dưới như cứng như miếng đá. Đúng rồi. Bây giờ mềm rồi. Mềm rồi. Ha. Uống thuốc của anh Cinder là xấu là im lắm anh. Cái đó là thuốc hay là chắc ăn dinh dưỡng? Thuốc gia truyền, chỗ này là cung cấp thuốc hỗ trợ không tốn tiền. Anh đây là cho em ấy sử dụng khoảng tháng mấy luôn chứ anh? Đúng tháng luôn. Mà là Asin chưa cho mọi người biết cái loại thuốc đó là loại thuốc gì. Có nghĩa là đang cho em Tuấn Anh dùng đi. Sau này mà có cái kết quả rất là tốt quá rồi, lúc đó cho Phú Hai xem số ký nó sẽ sụt nữa. Lúc đó mình sẽ nói loại thuốc cho mọi người biết luôn, khi mình giúp cho những người khác nữa Phú. Hiện nay thì đã xuống nữa, nhưng mà cái mức độ mà xuống nhiều thì mình phải hy vọng thêm nữa, chờ thêm thời gian nữa. Hai nữa là mình phải coi thử nó có những cái tác dụng phụ gì không. Dạ không, cái này là uống là người ta nói là nó là khỏe luôn. Cái khỏe thì giờ mắt em mà không đờ mà nó vàng, bây giờ là chị gan luôn, là giờ nó trắng luôn á. Rồi phế quản nè, rồi chị rồi bá bệnh luôn, nến rồi mà bị ung có u rồi là chị nhiều bệnh lắm. Nghĩa là nó giúp cho mình là xấu, độc hại là nó khỏe, mát mình mẩy lắm. Còn không mình phải em nóng hổi nha. Đâu có lấy giấy số cho em bán nhiều là 180-200 giá. Bán buổi sáng xong rồi về đây là biết làm gì không? Để đi vệ sinh. Là uống thuốc vô là sổ nhiều. Sổ tốt lắm á Phú, ok lắm luôn. Như là một buổi mình phải được ăn mà ăn nhiều buổi. 3 buổi chính, ví dụ ăn 2 chén cơm hoặc 3 chén, nó sẽ đào tiết những phần mới không có thì nó mệt lắm. Có đó nó mới sổ ra được. Chứ được đợt 1 mà không ăn nhiều, ăn vừa thôi 3 buổi là không á. Nói gì là nó mới có phân rồi nó mới ấy ra. Chờ thêm tháng nữa ha, nếu mà kết quả mà tốt và sức khỏe ok thì mình xuống mình giới thiệu thêm về cái loại thuốc đó cho bà con cô bác ha. Số ký là có rồi, chủ căn đó. Ổng đã xem số ký căn 2 lần là ổng hết hồn. Ổng mừng cho nó luôn, ổng bắt tay ổng ôm ổng mừng lắm, thấy là mình cảm động luôn đó. Rồi bây giờ nói chung là hàng ngày nè, bắt em tập thể dục theo cách
chỉ của Aizen, không có bắt chạy nữa, nhưng mà tập thể dục tay chân rồi kiêng ăn này kia các thứ đó, rồi uống thuốc đó vô nữa. Một tháng nữa đi rồi đưa Phú đi đến đó căng cho xem số kỹ luôn nha. Ăn uống thuốc này vô nó không ăn, nó giúp mình không ăn nhiều nha. Ăn buổi sáng ăn 3 cử, giờ buổi sáng ăn có 1 cử, một mà ăn là một buổi trưa là ăn 3 chén là no, không có dùng ăn thêm không chứ bao tử mình vậy đó. Tức là anh sẽ về mà bữa đó bà sư mô anh thử uống thử một lời có lý á. Đâu bây giờ em đứng lên anh coi thử, nó nghe hấp dẫn quá. Nè anh coi nè. À. Thấy không? Nhỏ đó. Đó, đó. Đó. Nó như chì xuống luôn á. À nó chì. Sổ luôn không nó vô gì nè. À bữa trước thì nó cứng nó vô lên. Cứng ra. Cứ thấy là nó căng bóng luôn đúng không? Mà bữa nay nè nó nhăn nè. Nó nhăn luôn á không? Bắt đầu có những nếp nhăn xuất hiện trên vòng bụng nữa các bạn. Bây giờ đi là thấy nó lúc lắc nhiều hơn so với trước đúng không? Lúc lắc hơn nhưng mà nó hơi nói như vậy là thời gian đầu thì nó phải đi hơi mỏi nha. Tại vì nó chạy xuống mà. Rồi nghe nói Na Sinh anh cho mình cái đai để mang. Có cho cái đai. Cái đai này đây. Là nghĩa là bữa trước là giống như là con gái đang trong cái tuổi xuân thị này là giống như là bà già đó. Này cái vai hả Phong? Ờ đúng rồi. Kéo dở áo lên bố. Dạ. Rồi dở cái bụng lên luôn. Nhẹ nhàng thì nó giúp mình đi bớt xề xuống. Đó. Đi dễ hơn, đi lại qua lại dễ không? Đó. Chạy luôn không? Chạy coi. Ngon. Rồi chạy vòng đó. Quay ra. À. Thôi đừng chạy chạy. Rồi nhưng ngồi xuống coi. Nó bị bung không? Ờ bữa nay ngồi chồm hổm luôn được kìa. Bữa hổm đâu ngồi chồm hổm được đâu. Mày đứng ngồi đâu có đâu ngồi chồm hổm được đúng không? Ừ. Sao Tuấn Anh không đeo cái dây này thường xuyên? Lúc đi bán mới mang. À. Ra một hồi đó, mau lắm. Em mà thể dục mà yêu cầu mà xuyên là ok xuống liền. Tay chân qua. Rồi mấy cái tư thế mà Tuấn Anh tập thể dục á. Bình thường là em quên gì nè. Nhưng gì chân kinh với nó rồi như anh xin dạy em gì nè. Rồi đi tới đi lui đi. Hít ra thở vô. Mình đang nói thiệt đi, buổi sáng ăn mấy con bún. Có con tô mà. Hôm nay có con tô thôi. Ừ. Đâu có nói giống đâu. Đúng chứ, ba tô á. Nhớ đừng uống trà đường nữa nha. Cà phê uống chứ nước ngọt thôi rồi cũng hạn chế. Không, có... bỏ luôn chứ hạn chế gì bỏ luôn. Cà phê em uống cà phê. Hôm nay mình đi vệ sinh thì được không? Ok không? Dạ được. Tại vì em bị nóng nó bị chỉ đó. Rồi em nó ngặn nó hơi mệt thôi chứ. Khi người mà không bị thì khỏe lắm. Nó sổ những cái chất độc khi nó sổ mà em mở trong nó luôn. Mở ra luôn. Uống vô ha, khoảng 15 phút là như đốt ở trong này nó bừng như này khoảng khoảng 2-3 tiếng rồi là bắt đầu thấy mắt rồi đó, đi. Đợt trước á mà em xuống là nếu mà anh vận động kiểu như thế này là anh không nói ra hơi luôn. Đúng rồi. Bữa nay mà vận động anh nói vậy là tốt nè. Bây giờ làm một đoạn ca nhạc hát lại cái bài hôm trước coi cảm nhận coi thử coi. Sau đây em gửi cái vị với cái bài rất là ý nghĩa về nói về mẹ nghe. Tặng con hát này tặng mẹ đây là cái gì là còn mẹ thương mẹ đừng hồi lúc trước em cũng cũng như nói làm em khá buồn lắm. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đau non, cả lòng mẹ đã gánh con biến trời. Ngày xưa mẹ gái ơi, giờ khi mẹ mất một màn gánh ai cho con. Gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng, những ngày đắng cay. Ủa, bữa nay là anh hát được trọn bài luôn. Bữa trước anh gánh mới tới nửa bài là anh đứt hơi rồi. À, vậy là rất là chúc mừng Tuấn Anh. Không có anh xin chỉ là nói như là hai người luôn. Hai người, ông như là ông Tiên này, ông Bục nè. Giúp đỡ em là có coi cái cơn đà bệnh tật này em cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều bởi vì nên ủng hộ kênh của anh xin và anh Phú. À xin cùng xã hội và một đồng đạo Bình Dương. Tuấn Anh là trong giai đoạn mà mình vừa tập luyện để cho sức khỏe nó tốt, giảm căng thêm nữa. Thứ hai nữa là mình cũng đang trong cái quá trình giúp cho bạn để có được một cái số tiền để đi phẫu thuật thu hẹp bao tử đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Tuấn Anh chia sẻ thêm nữa từ cái lúc mà anh Phú xuống này rồi có hỗ trợ Na Sinh trong cái việc mà kêu gọi tiền phẫu thuật cho em thì đến nay được bao nhiêu rồi? 80 mấy triệu. Khoảng 80 triệu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ số tiền đó là ai giữ? Là mẹ giữ. À mà giữ kỹ để dành làm thu hẹp cái dạ dày lại nha. Bị xài ra đâu, em xài ra bây giờ bán cái số là em lấy em xài mà. À. Không có anh xài không được tiền đó là mình để mình làm như mất uy tín của mình. Hùng Quân giúp mình anh. Hỏi Phú xài gì? Bán số lợi 100 mấy.
bỏ túi mua thuốc hút, ai xin hạn chế một ngày hút chưa được nửa gói. Hồi trước hút 2 gói, rồi bây giờ là không có tốn tiền gì hết trơn. Ăn uống cà phê cà pháo các thứ ai xin lo trơn mà tốn gì. Phú cũng có đọc mấy cái tài liệu của mấy bác sĩ nói, thì nói là cái phương pháp mà thu hẹp dạ dày á là cái phương pháp mà triệt để nhất, là cái dạ dày của Tuấn Anh hiện nay là nó có khả năng mà giãn nở nó rất là nhiều. Dạ. Bây giờ mình phải thu hẹp cái dạ dày lại để dạ. cho nó không có giãn nữa. Dạ. Dạ dày 3-4 tô 4, bây giờ mình làm cho dạ dày mình mà nó đổ vô nhiều nhất thì nó cũng chỉ có 1 tô hoặc 1 tô rưỡi thôi. Vậy thì dạ. nó mới là lâu dài. Cứ là may lại con mình ăn là không có ăn nhiều nữa. Bây giờ em coi chương trình rồi anh mập đó là 300 kg thì đó. Anh mẫu bào tử anh mới tập thể dục được đó chứ là anh ăn kiêng. Đó thì mình hiểu được vậy là dạ. rồi. Hồi nãy thì khi mà Phú xuống á và đề cập tới cái chuyện tương lai ấy, thì bạn Tuấn Anh lo lắng là khi mà mình thu hẹp bao tử rồi mình giảm cân rồi thì tự nhiên mình thừa ra một mớ da nó xấu xí không? Góp ý cho bạn là bây giờ trước tiên là phải là vấn đề là sống còn của mình khỏe đã rồi mới tính tới cái chuyện đẹp được. Tuấn Anh nếu mà kiên trì trong giai đoạn này mình cho nó giảm cân bớt xuống xíu nữa này mình khỏe lên nè là coi như là sau này á cái việc mà làm đẹp da nó cũng không phải là quá khó, hồi đó kiếm vợ ngon nữa. Bây giờ hỏi thăm chút nè, là hồi cái giai đoạn mà chia tay vợ là vợ có nói là nếu mà sau này Tuấn Anh giảm cân lại thì vợ có quay lại không? Không, tại vì lúc đó em coi vợ có 88 kg rồi, bị thần kinh này mà mày bị loạn thần em mới chia tay vợ đó. Hồi đó đó nó làm ca sĩ bạn gái nhiều lắm, quen là 4-5 cô á nhiều cái đó đó. Sau này là mập lên là bắt đầu là từ không ai quen mình hết chứ. Nói chung mà từ em mình đi lại mắt tất cả đó, bạn bè là luôn cả tiền bạc không có rồi thêm ca mắt nữa. Bây giờ là hên gặp anh xin với anh là như là cuộc đời em nó thay đổi vậy đó. Mình sẽ hứa với Tuấn Anh là nếu mà Tuấn Anh mà giảm cân thành công mà xuống dưới 100 kg á là mình sẽ quy động tổng lực khán giả Độc Lạ Bình Dương tìm vợ Tuấn Anh. Ok. Mình đã tìm vợ ra cho rất là nhiều người thành công rồi. Yeah. Nay là sẽ giúp thêm Tuấn Anh nha. Yeah. Kính thưa các bạn, thì ngoài cái việc ăn uống theo chế độ dinh dưỡng mới, Tuấn Anh cũng rất là siêng năng trong cái việc mà mưu sinh kiếm tiền để trang trải cuộc sống và tích góp để đủ tiền thêm tiền cho cái ca phẫu thuật sắp tới. Để thấy được cái nỗ lực của Tuấn Anh thì các bạn sẽ thấy cái cảnh Tuấn Anh bán vé số như thế nào nha. Bây giờ cũng như là mình ra một cái thách thức Tuấn Anh nha. Trong vòng 10 phút bán hết 50 tờ bán hết không? Không biết nữa. Thử nha. Bình thường á Tuấn Anh bán vé số là một ngày mấy tiếng? Dạ mà bán buổi chiều là 100 vé, buổi sáng bán 50 vé. Buổi sáng bán 50 vé được trong bao lâu? Thì 9 giờ hết rồi, tại vì em ngủ tới 7-8 giờ hết đó là bán trong một tiếng mấy à. Một tiếng bán 50 vé. Dạ. Bây giờ 10 phút bán 50 vé. Hên xui đó. Để thử thách rồi gái, phải gái. Thử thách. Thì đâu thấy Độc Lạ Bình Dương quay người ta tới mua ủng hộ nhiều sao. Tự tin lên. Dạ. Rồi. Bán hết 50 tờ vé số trong 10 phút thì sẽ được nhận một phần thưởng nhỏ là 1 triệu đồng. Và được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân để bạn có thể là trải qua một cái ca phẫu thuật trị giá 200 triệu. Action. Bấm giờ. Vé số ơi. Mấy giây rồi Tiêu? 18 giây rồi. Cái đâu mà khán giả đâu rồi mà chờ sẵn mà mua luôn vậy? Tiếp nổ không anh? Cảm ơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn quá nãy sao mà nó đứng cầm tiền chờ sẵn vậy? Cảm ơn. Người quen mua là không có chịu đó nha. Dạ. Số mới chị ơi. Mời kịch liệt vô. Các bạn đang theo dõi bạn Tuấn Anh, người nặng nhất Việt Nam đang vận động ở khu vực chợ của tỉnh An Giang để bán vé số. Số anh chị ơi. Phú thử thách là bạn Tuấn Anh phải bán hết 50 tờ vé số trong 10 phút. Số anh chị ơi, xin vé là chị ơi. Rồi tuột nay luôn à. Tội chứ. Hay đem mua cho. Đó rồi chịu giúp rồi. 1 phút 42 giây mới bán được 10 tờ. Mua giúp 2 tờ rồi, cảm ơn anh nha. Đó. Dạ. 2 phút 12 tờ rồi. Chị mua mấy tờ vậy? 5 tờ hả? Rồi 5 tờ. Bán được là 17 tờ rồi. Cô kia mua cho tờ nữa là 18 tờ. Kính thưa các bạn, đây là cái phiên bán vé số giảm cân nha các bạn. Đã được 18 tờ rồi. 3 phút 15 mua được bao nhiêu tờ vé số rồi? Mấy tờ Tuấn Anh nói với Tuấn Anh? 2 tờ, phải 5 tờ luôn hả cô? Xuống rồi, nhanh xuống chưa? Vô tiệm vàng bán luôn. Cái gì bán vàng? Một tờ, trúng độc đắc luôn á. Đố cô ạ. Tranh thủ. Còn mấy tờ Tuấn Anh? Không biết nữa. Không biết hả? Tuấn ơi, cho ai xin chạy bán, trợ giúp cho thôi. Không được đâu. Tìm vé phải cô ơi. Mau. Trời, mệt rồi. Vậy mấy chị tới đây mua giùm đi mấy chị. Bán được bao nhiêu rồi? Đếm là còn lại bao nhiêu tờ này? Rồi. Đếm còn lại bao nhiêu tờ? Mấy chị mấy giá? 1, 2, 3. 22 giá, kệ đi qua. Còn 22 giá, mà lên. Còn 5 phút 22 giá. Bán hết cái này được 1 triệu. Bán hết được 1 triệu. Cố lên. Từ.
từ từ nha, xe nha. Được qua đây, qua đây. Mời người ta liền. Phú đang treo giải đó. Hay vậy. Rồi cố gắng lên em. À, các bạn thân mến, Tuấn Anh 267kg và đang trong hành trình giảm cân. À, Phú thì cổ vũ bạn vận động bán vé số và có thêm tiền nè. Hiện đây thì Phú đã kêu gọi giúp cho bạn. Gia đình đã nhận được hơn 80 triệu rồi, còn 120 triệu để phẫu thuật thu hẹp bao vô tử. Sao bao nhiêu rồi? Trời mưa rồi. Trời ông trời ông thử thách nữa. Trời mệt rồi. Phải để Tuấn Anh bán cho con thì ông trời ông có giúp Tuấn Anh không? Còn bao nhiêu tờ Tuấn Anh? Còn mười mấy vé à? Được vé đi anh ơi. Bà con cô bác ơi, mua giùm Tuấn Anh còn có mười mấy vé hả? Cố lên nè Tuấn Anh, cố lên đứng qua bên em mời đứng. 3 phút nữa kìa. À, các bạn thông báo 1 triệu đó tiền thưởng là không phải là gì, nhưng mà ấy là chủ yếu là để cho bạn Tuấn Anh vẫn nỗ lực thôi. Tìm vé đi cô. Tìm vé đi cô ơi. Tìm vé đi. Và giúp bạn. Dạ. Anh xin cho cái ghế đó. Đúng rồi. Giúp bạn đây, bạn còn cho ai mà mua được 10 vé nữa là quý lắm á. Tìm vé đi ngoài ơi. 3 phút nữa ráng vô. Đi tới chỗ nào đông rồi. Ta kia. Giúp cho em đi, cho em lãnh được giải đó. Dạ cô mua giúp hết đi cô. Không có tiền hả? Rồi đi bán đi cái tiền đó có người lấy giùm cho. Bên kia. Không mệt quá. Không mệt rồi. 30 giây mua hết đi cô, mua hết đi cô, mua hết giúp đi cô. Dạ mua hết luôn đi mấy. Trời ơi. Cảm ơn cô. Trời ơi. Tuyệt vời quá, chị tên gì? Tên Diễm. Chị Diễm ở An Giang nha các bạn, bán hoa. Ở chợ Bình Hoa. Ghé mua hoa ủng hộ chị nha. Rồi cảm ơn chị Diễm nha. Trời ơi, Tuấn Anh đúng là nỗ lực phi thường á. Bố ơi, tiền vé số của từng vé số của em nè. Hai tờ này là 4 tỷ luôn, cái này anh tặng đi nghe, cái này đừng bán nha. Dạ. Khán giả tặng anh tặng lại cho em 4 tỷ luôn á. Số không? Hết rồi. Bây giờ hỏi nữa. Đây là phần thưởng của em nha. Nhận giải luôn. Nỗ lực tốt á. Hơn bình sumo hồi xưa của anh. Kính thưa các bạn, trong vòng có một tháng mà bạn này đã giảm 60kg rồi. Là phương pháp là nhờ dinh dưỡng và vận động bán vé số. Nay là mình đưa ra một cái thử thách nhỏ nhưng mà bạn đã hoàn thành hết sức là ngoạn mục kịch tính. Anh hy vọng là em giữ vững cái khí thế này, tinh thần này. Trong vòng 2 tháng nữa anh hy vọng là em sẽ giảm xuống khoảng đâu còn 107kg để là mình bước vào ca phẫu thuật. Dạ. Bây giờ còn thiếu bao nhiêu tiền? Dạ còn thiếu 120 nữa anh. 120 triệu các bạn. Phú sẽ ghim cái số điện thoại của gia đình của bạn Tuấn Anh trực tiếp luôn. Phú không có nhận hỗ trợ giùm nha các bạn, do là Phú đi làm độc lạ không quay lại đây được. Chúc em là coi như là thành công nha. Dạ. Phải chưa? Phải không? Phải rồi, là hát một câu tạm biệt khán giả đi. Không, bạn này ủa mũi cho em, đâu có mũi đâu. À đúng rồi, dài đây được. Ô trời ơi, chị Diễm sao chị tuyệt vời ghê ta. Đấy. Đấy. Thấy chưa, tuyệt vời chưa? Cùng đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Hay quá. Rồi. Cái chất giọng bây giờ nó cũng không còn như ngày xưa ấy các bạn, nhưng mà vậy là cũng hay rồi. Dạ. Rồi chúc mà em phẫu thuật thành công rồi thanh quản của mình tốt lên ha. Dạ. Bây giờ mỡ nó bám nhiều quá ha. Dạ. Rồi sẽ có một hạnh phúc mới đến với em, người vợ của ngày xưa bây giờ mình quên đi ha, nếu mà người ta không thương mình nữa thì thôi ha. Dạ. Rồi phải nha. Rồi tạm biệt khán giả đây. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.